chumbomo.com. Bác chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay chumbomo.com để kiếm tiền nhé. Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh của Cá Quân nha. Thì hôm nay có một cái món đồ cực kỳ là đặc biệt luôn đấy mọi người ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới thấy được một cái món đồ mà bán bằng tiền sao mà. Thế nào AD hôm nay lại ra cái món đồ bán bằng tiền sao rồi mọi người ơi. Trông cũng khá là xịn sò luôn đấy. Gói boxing chuyên nghiệp màu xanh và màu đỏ này, vừa tiền sao và vừa kim cương luôn nha. Trời ơi, cái này là tầm phải 4-5 tháng rồi mới ra một lần đấy mọi người ạ. Đợt trước thì nhà phát hành có bán rất là nhiều món bằng tiền sao, nhưng mà lâu lắm rồi chúng ta mới được thấy lại luôn. Và hôm nay mình sẽ tậu luôn hai bộ boxing này nha. Đấy, xanh cũng tậu mà đỏ cũng tậu. Đấy, mặc dù là chưa có tiền mua nhà 700 kim cương nhưng mà mình vẫn tậu nha. Trước tiên là mình phải nhận cái gói sản phẩm đã. Rồi còn bây giờ thì vào thay đồ và xem ra sao thôi. Trời ơi, mỗi cái là nó... Ủa sao có 4 món nhỉ? Vừa nãy mình nhìn ở trong kia nó có 5 món mà ta. Sao bây giờ còn 4 món ta? Ủa alo Game Bip à? Game Bip à mọi người, cái găng tay boxing ở đâu nhỉ? Ảo ma Shizuka hay là không có găng tay vậy? Rồi bây giờ mình cứ mặc thử hai bộ để lên xem sao. Đây là cái bộ xanh. Mình thấy bộ xanh cũng đẹp, bộ đỏ cũng đẹp. Nhưng mà bộ đỏ thì bán bằng kim cương. Thường thường mấy cái bộ đồ màu đỏ ấy toàn bán bằng kim cương mọi người ạ. Rồi, tiện thể là có thằng em mình đang đứng ở đây cho nên là mình sẽ gạ nó cho mình đấm vài phát cho mọi người nha. Nani? Gì vậy anh? Để mà nói rằng là đứng yên cho anh đấm cái nhen. Định đấm em à? Ủa? Mình còn chưa chát gì luôn mọi người ơi. Mình còn chưa chát ra nha. Mà nó đã biết là mình định đấm nó rồi mọi người ạ. Ôi ôi, cái gì đấy? Đọc suy nghĩ của Cá Quân à? Ảo ma Shizuka nhờ. Ở đây có trận đấm nhau à? Em đang định đấm thôi. Đấm nhau chưa? Đã được phát nào đâu. Trời ơi, đang định đấm thì chị qua ấy. Đó, thấy chưa? Vinh Play đã ngất xỉu trước cú đấm của Cá Quân này mọi người ơi. Ủa nhưng mà cái găng tay ở đâu nhỉ? Khoan. Thằng em mình nó đang đeo cái găng tay mọi người ạ. Thằng em mình đang đeo cái găng tay này. Mà găng tay ở đâu ta? Ủa alo, ảo ma Shizuka nhỉ? Vừa nãy mình thấy có 4 món thôi mà. Găng tay ở đâu ta? Ô kìa, nó đang đeo găng tay kìa. Nó mà không đeo găng tay thì mình cũng không biết là cái găng tay này là có hay không cơ. Sau một hồi thì mình đã tìm được cái găng tay rồi mọi người ơi. Ui nhìn cute cực kỳ luôn đấy. Trời ơi, mọi người nhìn này. Ôi cute lắm luôn. Và ấn đấm thì nó sẽ có tiếng nha mọi người nha. Đó, thấy chưa? Và cái găng tay này lấy ở cái chỗ mà mọi người dùng để lấy cần câu ra ấy. Đó. Mình rủ cái bạn áo xanh này là uýnh nhau không, nhưng mà bạn ấy vẫn chưa trả lời mọi người ơi. Đấy, bạn ấy cứ chạy đi đâu không biết. Đứng lại cho mình uýnh cái đi. Uýnh cái đi bạn ơi. Ui rồi, mặc bộ đồ kia mà không uýnh nhau à? Thế mặc làm gì? Trời ơi, mặc thời trang à? Đứng lại cho mình uýnh cái đi. Đó, đấm này. Ui, bạn ấy lấy xe bạn đi đâu rồi? Còn bây giờ thì mình sẽ tele qua một người bạn của mình nha mọi người nha. Thì mình sẽ tele qua mèo chùm Elix này. Và mọi người cứ bảo vì sao giọng của anh khác video. Bây giờ mình đang ốm này. Đấy, giọng bây giờ khác thật sự luôn ấy. Do cái giọng của mình đang bị cảm ấy, cho nên là mọi người nghe nó khác bình thường đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy cái găng tay ra để uýnh cái nha. Nope. Thì trước tiên mình sẽ khoe là hôm nay mình có một cái chuyện buồn muốn nói. Nhưng thực ra không buồn nha mọi người ơi. Nói CI, ủa nói CI là cái gì vậy? Nói đi à? À nói đi. Ok, bây giờ mình sẽ trải lòng mình nhá. Hôm nay là mình mới mất 80 kim cương để trở thành một boxing bad boy nha mọi người nhé. Để cái nỗi buồn này được vơi lấp thì bây giờ mình sẽ xin mèo cho uýnh một cái. Cho đấm một cái đi. Ôi trời ơi. Vẫn u ra. Rậy đi ông cháu ơi. Trời ơi, cái thanh niên áo xanh này mới đi viện về mà dám chơi boxing với mình. Ảo ma Shizuka luôn mọi người. Đấy, hăng chưa? Bảo sao là mới đi viện về. Đấy, cứ hăng như này thì người ta chả uýnh cho vào viện. Cái tên mới đi viện về nghe nó hài hước. Nó lại phù hợp với lại cái bộ boxing này quá luôn ấy. Vừa mới ở trên viện về chắc là vẫn nhớ bác sĩ lắm đúng không? Cho nên là bây giờ mình sẽ cho cái thanh niên áo xanh này vào viện tiếp
để được gặp bác sĩ y tá. Rồi xong, thanh niên đó đã nằm rồi mọi người ơi. Tí nữa gọi cứu thương đi nhá em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái bộ búc sinh này vào trong tháp vô cực thử xem chơi nó sẽ như thế nào nha mọi người nha. Thì chắc là cũng nhảy khá là dễ thương thôi. Ừ, nhảy cũng dễ thương thật. Cái bộ búc sinh này nếu mà đem đeo găng tay ấy, mọi người nhìn cực kỳ là dễ thương luôn. Cô te vãi trưởng à, kiểu cái hành động của nó nhìn cô te lắm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình lấy vài cái top bằng cái bộ đồ búc sinh này mới được. Cái map này thì cũng không có gì khó khăn đối với các quân cả, tại vì cái map đấy dễ à. Rio đó, mấy bạn hình như quen cái chữ Rio. Ngày xưa mình làm video mình hay nói bún Rio ấy, mình làm video hay nói bún Rio cho nên bây giờ mấy bạn ấy cứ bún Rio với lại Rio các thứ chứ không có Rio nữa rồi. Rồi ok, vậy là mình chuẩn bị lấy được cái top đầu tiên trong ngày hôm nay rồi. Ok, vậy là được cái top 2 nha các bạn ơi. Và đến với cái map tiếp theo thì mọi người thấy không? Rồi, cái map này khá là nhiều map khó luôn đấy mọi người. Đó, nhìn không mọi người? Thì mình sẽ đi những cái trích khó nha mọi người nha. Trước tiên là cái map số 2 này, mình sẽ đi trích khó đầu tiên này. Rồi ok, cái map số 2 này bây giờ mình đi khá là thành thạo ấy. Còn cái map số 3 này thì hên xui mọi người ạ. Hên xui nhưng mà cái phần hên nó sẽ nhiều hơn phần xui nha. Nào xem nào. Rồi ok, qua rồi. Rồi thế thì còn mỗi cái map cuối nữa thôi. Cái map cuối là mình thấy là ngán ngẩm nhất đấy. Nhưng mà hy vọng là lần này mình sẽ qua được cái map cuối nha. Rồi bây giờ thì múa này mọi người ơi. Sợ ơi, búc sinh múa tháp luôn. Áo ma Shizuka chưa. Bây giờ bỏ nghề búc sinh rồi, bây giờ đi múa tháp. Úi dồi đất rồi. Trời ơi, do mình mới bỏ nghề búc sinh để đi làm nghề leo tháp ấy, cho nên là nó vẫn chưa có gọi là thành thạo lắm. Mọi người thông cảm nha. À lần này mình sẽ nhảy tiếp. Úi dồi ôi, toang luôn rồi. Rồi thế bây giờ thì mình sẽ chuyển sang người dài và mình chơi cái tháp tiếp theo nha mọi người nha. À, vừa nãy chơi người ngắn rồi, bây giờ mình sẽ đổi qua người dài chơi thử xem leo tháp sẽ là sao nha các bạn. Cái map này thì dễ rồi, cái map này đối với cá quân thì không có gì khoai môn kể. Map mà khoai môn thì phải có cái map xanh cơ. Cái map xanh lé khó nhất game ấy đó, thì mình mới thấy khoai thôi. Như vừa nãy mình dùng cái con nhân vật nhỏ mà mình rớt hai phát ở cái đoạn đi đường tắt mới đau lòng chứ. Rồi tiếp theo này à. Rồi, úi giời, trượt rồi. Rồi lên luôn. Rồi cái map này thì dễ rồi mọi người ơi. Vậy là cá quân sẽ lấy cái top mới đây. Có một bạn top 1 rồi. Mình lấy top 2 chăng? Ê, thì chắc chắn là mình lấy top 2 rồi mọi người ơi. Mình lấy top 2 nha. Ok, vậy là mình đã lấy được cái top 2. Và mọi người xem video này thấy hay thì đừng quên cho các quân một like, một đăng ký kênh nha. Thank you mọi người. Và tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở video sau nha.